chữ sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Các chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng thế tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoặc giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một bốc cơm cho các loài súng sanh. Hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hạnh Bồ Đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hối ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính lại mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng mà con nay ba nghiệp viễn dung lệ khắp tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng giọng có phần phát ra thánh thoát
tâm thần sáng trưng, tương lai mọi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức căn tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức Thầy Như Lai. Hương y có màu phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc hòa tai nối liền. Từ thân miệng ý truyền miệng, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng tư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa. Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thâm sáng cầu xin, Bồ Đề thành tựu đứng tin. Bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu, chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Báo tự rầy dung thông hai đế, chờ ngày thành công anh. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao trao, dứt trừ ngã pháp công lao đức Thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có trần. Nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng Như ơi Như.
cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền